mà là thường á, kéo không được. Để chuộc mua chúng con trở về làm con cái yêu dấu của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài bởi ân điển của Chúa, bởi tình yêu, bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài cho chúng con được làm tôi trai tớ gái của Chúa, cho chúng con được làm công chúa hoàng tử của Ngài ở trong vương quốc của Chúa, trong tương lai Ngài sẽ dành cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu đó, và chúng con được kết nối với nhau làm một ở trong danh của Chúa Thánh Giêsu. Mặc dầu chúng con màu da, tiếng nói, sắc tộc khác nhau, nhưng trong danh Chúa Giêsu, Ngài kết chúng con làm một. Chúng con ngợi khen Ngài bởi ân điển của Ngài, bởi tình yêu của Ngài mà chúng con có buổi tối hôm nay để chúng con được thờ phượng Chúa ở tại cộng đồng này. Chúng con thật cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài hiện diện ở giữa chúng con, quán phòng gìn giữ, ban sự bình an của Ngài cho chúng con. Ngài ban phước trên người hướng dẫn chương trình, trên ban âm nhạc, cũng như tất cả chúng con được phước hạnh của Chúa ban cho, để chúng con đồng lòng ngợi khen Chúa. Chúng con cùng vui chơi, giao lưu với nhau trong đêm đốt lửa trại này. Chúng con cảm ơn Ngài. Cha ơi, con cũng không quên cảm ơn, cầu nguyện cảm ơn Chúa vì Ngài đã cảm động lòng quý cấp chính quyền, lãnh đạo chính quyền địa phương đã tạo những điều kiện thuận lợi cho chúng con có đem lửa trại này. Con cầu xin Ngài ban phước trên những lãnh đạo của chúng con để họ được ơn của Chúa, để lãnh đạo đất nước chúng con được bình yên, chúng con cũng được tự do ở trong sự thờ phượng Chúa nữa. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúa ơi, con cũng cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con có thời tiết tốt lành này. Ngài cho chúng con có một đêm tạnh ráo, không bị mưa, để chúng con có cơ hội để thờ phượng Chúa ở tại cộng đồng này. Chúng con ngợi khen Cha. Xin Chúa tiếp tục ở với chúng con. Ngài tế trị trên chương trình của chúng con. Mọi điều đều vinh hiển về danh của Ngài. Chúng con chỉ duy Ngài. Ngài là Giê-xu, đấng cứu Chúa, cứu rỗi chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa. Con phó dâng chương trình buổi tối hôm nay trong tay hoàng quyền năng yêu thương của Chúa, trong sự tế trị tuyệt đối của Ngài. Trong danh Đức Giê-xu Christ quyền năng, con cũng cầu nguyện cột trói bẻ gãy tất cả thế lực của sự tối tăm, linh của sự ngăn trở nào đó, để chúng con được tự do hoàn toàn trong sự thờ phượng Chúa. Con hiệp ý với anh em, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Các bạn ơi, các bạn ơi, mỗi cuộc đời của chúng ta ai cũng quá quá khứ đau buồn. Có thể chúng ta từng hối hận, có thể chúng ta từng khóc lóc, có thể chúng ta từng khổ đau vì những gì mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Tội lỗi,
thế gian, những điều xấu xa, gian ác, những gì mà chúng ta đã kinh nghiệm, những gì mà chúng ta đã bước qua. Đây là ngoài buổi tối, vừa tối luôn ha. Những từng trải trong cuộc đời của mỗi con dân của Chúa trước khi chúng ta trở về nhà của Ngài. Có ai trên cây chưa? Chúng ta đã từng đi trong tối tăm. Chưa báo. Chúng ta đã từng đi trong tội lỗi. Đây, quay buổi tối nha. Chúng ta vô vọng. Chúng ta vật vờ trong bóng tối của thế gian, tội lỗi, xấu xa, gian ác này. Các bạn ơi, cuộc đời Chúa là ánh sáng. Ngài sẽ đến. Vâng, Ngài sẽ đến. Không được sáng rồi. Đổ xăng lên lâu rồi. Đổ xăng lâu rồi nó khô hết rồi. Đổ xăng lâu quá mà nó khô hết rồi. Ánh sáng của Chúa đã đến. Ngày bàn hơi hai tháp sáng lên. Sắp lên con tim đại ca. Ngày bàn hơi hai tháp sáng lên. Lửa yêu thương chiều mai sẽ có video này luôn á. Tối mai sẽ có video luôn. Trong ba TV. Chúa đang ca ngợi. Chúa đã ca ngợi.
chẳng mong đi. Giang Sen, Nam Con Tum trình bày, xin được kính mời. Bên Krông Pa ha. Mai là bên Krông Pa sẽ thức cái clip này này. Múa. Mai này quay. Luôn nghe người chúa của bạn thanh niên. iPhone này quay một bóng ô thôi. Ở đâu vậy? Bác Con Tum. Không phải là chợ Bác Con Tum. Chợ Bác Con Tum. Bác Con Tum xin chào quý chị. Mẹ vợ này Con Tum nè. Hello. Hello.
Hello. Hello 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 hello. Hey.